Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh phụ tùng xe tải của chúng tôi ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một sản phẩm, đó là đồng hồ báo nước của xe trộn bê tông. Sử dụng cho các loại xe từ 10 khối, 12 khối, 14 khối hoặc có thể chế cho các loại xe bê tông cỡ nhỏ. Đồng hồ báo nước thì sau đây thì tôi sẽ đi cụ thể vào từng chức năng của đồng hồ cho quý các bạn xem luôn. Đây là cái điều chỉnh tắt về giữa. Đấy, cái xoay về giữa là tắt. Đấy, cái này là giảm áp cho cái đồng hồ. Và cái này là về đây làm sạch, hiệu làm sạch. Hai bên thì nó là một bên là vào, một bên là ra. Đây vào đây. Bên này bên ra đây. Cái ống để làm sạch đây. À, xịt nước này, đồng báo nước. Về các cái thiết bị của xe trộn bê tông này thì chúng tôi đã cung cấp đủ. Ví dụ đây là cái hai con ốc hai bên. Đồng hồ này được sử dụng thay thế sửa chữa cho các loại xe trộn bê tông khi phục vụ cho công trình. Ngoài ra thì công ty chúng tôi còn nhập khẩu phân phối rất nhiều các cái phụ kiện của xe trộn bê tông như là hộp giảm tốc, bơm xe trộn 12 khối, motor quay, các loại phễu lạp, các phụ tùng thay thế của nó. Thì quý vị và các bạn mà có nhu cầu về sản phẩm thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0962 935 586 hoặc truy cập vào website là xetaiphutung.com để biết thêm chi tiết. Công ty chúng tôi thì có hai cơ sở. Cơ sở 1 ở Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội và cơ sở 2 ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Quý vị mà có nhu cầu thì có thể đến công ty chúng tôi tham quan cũng như là ủng hộ. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.